giật 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 móp giật túi sách hồi nào vậy Thủy? Hồi kia em mới đậu xong 3 tháng ba tháng sau là bị rồi có ảnh hưởng gì không bị giờ bị chứng hương sọ não nhưng mà nó tự tan, may mắn là nó tự tan không có đâu con, mẹ nó con nghe mấy ông bác sĩ à bác sĩ nói à lúc mà vô chổng á là coi như máu mũi máu rồi rồi chảy ra con cả nguyên một đêm luôn. Kính chào tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Con Tôi Vô Số Tội với hai MC như thường lệ là Thanh Thủy và Dương Bảo Lâm. Dạ, và chương trình được phát sóng lúc 22:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh HB7. Cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Và hôm nay chương trình sẽ rất là hân hoan đón tiếp một người mẫu siêu mẫu dạ, và một người mẹ của siêu mẫu. Mẫu dạ xin mời hai mẹ con của Mâu Thị Thanh Thủy. Trời ơi được em ơi, tôi chừng đụng nhà anh em ơi. Em Thủy em nhớ cái là tới luôn á. Trời dạ con mời cô ngồi, mời Thủy ngồi. Dạ con chào cô. Dạ cô giới thiệu cho khán giả được biết cô tên gì và công việc hiện tại như thế nào. Cô tên là Trịnh Thị Bé. Trịnh Thị Bé sinh 1959. Dạ cô bây giờ hiện thời bây giờ là nội trợ rồi. Nội trợ ở nhà lo cho Thủy. Dạ bây giờ đứa cháu. Dạ đứa cháu. Thủy giống mẹ đúng không mẹ? Chắc là thấy giống cả hai á. Giống phải không Thủy, em giống nhà không ạ? Dạ, thật ra là hôm bữa em có đăng hình trên Facebook á thì mọi người nói em giống ba nhiều hơn. Thật ra là ba em cũng mất lâu rồi cho nên là mọi người không có biết nhiều, nhưng mà khi mà đăng hình lên á ai cũng bảo sao giống ba quá vậy, sao giống ba quá. Mà nhà em cao giống ai Thủy? Em cao giống bà ngoại em. Trời ơi. Mà hiện tại chiều cao em bao nhiêu Thủy? Hiện tại thì 2 năm gần đây em lên 1cm nữa. Trời ơi, tới bây giờ mà còn lên nữa hả em? Em cũng không biết sao. Bớt nhèm nha, chứ lên nhiều quá là chết luôn á. Đó, bây giờ mình quay ngược thời gian trở về tuổi thơ nè. Đó là ngày xưa có bầu Thủy với cô, là con không hiểu là ngày xưa cái bụng nó có dài ra hay là nó bè ra không con? Không, cái bụng vẫn bình thường à con. Dạ bình thường. Là nhà Thủy có bao nhiêu anh em cô? Coi như là ba. Ba anh em. Có ai cao vậy không hả chị? Không không. Đã là đột biến gen rồi. Mà sao nó khôn quá ha, nó đột biến. Nó vừa biến. Cao nó vừa đẹp nữa cô. Nó đột biến làm sao mà hay ghê luôn á. Thường thường người ta cao người ta ít đẹp, còn đẹp thì không có cao. Không, con cao con đẹp mà. Trời ơi, mẹ cứ vậy hoài. Bảo Lâm cũng đẹp lắm chứ. Cô thấy Bảo Lâm cũng đẹp lắm. Dạ là ở nhà một mình Thủy là cao nhất hả cô? Cao nhất hả con? Dạ là Thủy là chị hay là em hay là Úc. Là Út luôn. Dạ ngày xưa có bầu Thủy có khó khăn gì không cô? Không, cô thì không có ốm nghén. Lúc mà ba Thị 3 tháng thì mới biết là phát giác là mình có bầu. Rồi lúc đi sinh là có ai chở cô đi? Dạ. Bố thì đang đi làm nhưng mà lúc xóm thấy là đau bụng, lúc xóm dẫn đi. Rồi bố đi làm về, bố thấy đó, bố chạy lên. Không biết có ăn uống rồi có cái gì đột biến hay không mà sao tự nhiên là nó lại... Không, Thủy có cái đột biến đó nghe nè. Thủy thích ăn rau muống. À là lúc có bầu thích rau muống. Không, lúc cũng lớn. Lớn rồi đó. Coi như là bao nhiêu tuổi, mấy tuổi vậy đó, thích ăn rau muống lắm. Rau muống rất là nhiều. À là ăn rau muống hàng chi dài như cọng rau muống. À là lúc mà sinh Thủy ra có dễ sinh không cô? Có đau rồi dữ dội cô không có đau bụng. Là dễ dàng luôn. Không, ba đứa là không biết là đau bụng hết trơn á. Coi như là nó cứ là mình khó chịu người đó, muốn đi cầu. Dạ. Đó nhưng mà bác sĩ chích thuốc dục á. Dạ. Rồi chích thuốc dục rồi mình sanh. Sanh sanh dễ dàng. Sanh dễ mình dàng. Đi toilet ẹt cái rồi em. Xong luôn. Hay thiệt. Dạ. Vậy là sao mà hay ba đứa không ra bụng? Nhưng mà nó được bao nhiêu ký hả chị? Nó 3,2 kg. Rồi ở bệnh viện bao nhiêu lâu mới về nhà cô? Đúng 3 ngày. 3 ngày về nhà. Rồi về nhà có quấy khóc, có quậy quọ gì không hay là ngoan ngoãn cô? Có lúc trong tháng thì nó hơi quậy một chút là cứ 8 giờ nó khóc. Dạ. Đến 12 giờ đêm. Trời ơi, nó khóc 4 tiếng đồng hồ mà hơi chút. Khóc 4 tiếng đồng hồ mà hơi chút. Khóc dữ vậy? Khóc gì? 20 ngày. Khóc 20 ngày. Trời ơi. Cô với ẩm nó đi vòng hết cái hẻm lối xóm rồi đó. Cứ phải ẩm đi trên vai. Tại vì nó khóc quá mà lối xóm nó không ngủ được. Giờ cuối cùng cái người ta chỉ cho cô là đốt con nón lá đó. Dạ. Giờ bước qua. Thì cô nghe vậy cô đốt con lá bước qua thì nó hết khóc. Hết khóc. Hết khóc. Người ta chữa mẹo ha. Chữa mẹo á. Chữa mẹo á. Chữa mẹo á. Cái thời đó cực nhất với nó đó. Dạ, thì lúc đó dễ ăn dễ ngủ không con?
ăn thì rất dễ, ngủ cũng rất dễ, coi như là dễ lắm. Mà lúc đó cô đang làm công việc gì cô? Cũng may giá. Dạ, còn ba Thủy lúc đó làm công việc? Cũng đi buôn bán, đi mua đồ, mua buôn bán. Dạ, rồi lúc Thủy đi học mẫu giáo rồi có biểu hiện gì mà năng khiếu nghệ thuật gì không cô? Có hát hò đồ gì không? Thủy thì nó học rất là tốt. Giỏi, học sinh giỏi không? Dạ. Giỏi không? Thì em Thủy. Trời, anh nhìn em là nó thi ở Nguyễn Trãi nha, người ta lấy 30 điểm mà nó 36 điểm. Ghê thiệt. Là bao nhiêu tuổi là em thấy cái chiều cao mới vượt trội Thủy? Em nghe là cấp 1 là em đã cao nhất trường rồi. Ngay lớp 5, 4 lớp 5 là em đã cao hơn con trai luôn. Yeah. Em gần bằng giáo viên luôn. Ôi trời. Cao hơn chú bảo vệ, cao hơn cô lao công, cao hơn giáo viên. Cho nên là em đi học em rất là nổi tiếng. Nổi tiếng. Tới lúc mà cấp 2, cấp 3 em luôn luôn là người cao nhất trường. Vẫn vẫn giữ cái chiều cao cao nhất trường. Nhưng mà lúc đó em bự. Bự. Em bự. Em không chỉ có ăn thôi. Ăn. Ăn rau muống, em ăn nhà em không đủ, em xin qua nhà hàng xóm ăn. Dù mà họ không ăn thì họ nói bánh nú qua đây ăn rau muống nè. Là nhà anh tên bánh nú à? Nú. Bánh nú à, tên ngộ gì tên nú. Nú, nú dạ. Thực ra là cái nú nhưng mà khó gọi quá người ta gọi là nú. Thì á là tên là nú em. Thái em cô kể nè. Đó cô kể nè, sao cô nú bị gì cô? Vấn đề này nè, khi mà hai đứa cháu cô qua bên nước ngoài, qua Mỹ thì cô mới sanh nó ra. Cháu cô mẹ ẩm với bé này nè, thì nó mẹ ẩm nó nói, ủa cô ơi sao nhỏ này không có răng? Tôi nói trời mới đẻ sao có răng? À 15 ngày không có răng, nó biểu thôi thôi để con đặt cái tên là con nú đi. Con nú là thấy cừ thấy nú không có răng. Không có răng. Nhưng mà tại con nhỏ thì nó thắc mắc, nên thắc mắc rồi tao. Giờ đó tóc một nùi ha Thủy ha, ngày xưa tóc nhiều hả Thủy? À, em tóc nhiều lắm, tới tận bây giờ tóc em vẫn nhiều. À, dạ. Rất là nhiều luôn, mà ngày xưa y chang trai ha. Ừ, đấy, ngày trai xưa lắm. Tính cách của em có nữ tính không, hay là đi học có quậy quọ gì đánh lộn như Thủy? Được cái em quậy ngầm. Quậy ngầm hả? Ba mẹ em không bao giờ bị mời phụ huynh luôn. Dạ. Em cứ đợi mà cái giờ mà cô giáo sắp vô hay là cô giáo mà ra khỏi lớp rồi em mới quậy. Em có đánh bạn cùng thời không? Em chỉ mai mối cho những người đánh nhau thôi. À, chứ em không ai dám đánh em. Anh con đâm chọt hả? Đi học là mới hiện nguyên hình. Đúng rồi. Trời ơi, lúc đó hoàn cảnh gia đình của mình sao cô, như thế nào cô? Cũng khó khăn lắm. Khó khăn hả cô? Ừ. Dạ. Cô thì may giá thôi, rồi bố đi làm thôi. Dạ. Lúc đó cái cuộc sống gia đình mình khó khăn, Thủy đi học thì có bị mặc cảm không? Hôm đa số là trong cái hẻm của em á là ai cũng khó khăn hết. Cho nên mình là thấy bình thường. Mình cũng một trong những số đó thôi. Cũng bình thường. Nhưng mà được cái nhà ba cưng nhất nhà. Vậy ngày xưa là ở nhà ba hay mẹ cưng em nhiều hơn Thủy? Ba cưng nhiều hơn mẹ. Mẹ cưng anh em lắm. Cho tới tận bây giờ nha, em chăm sóc mẹ em nhưng mà cái gì cũng phải hướng với anh em. Vậy hả? Dạ. Vẫn kỳ lắm. Vậy hả? Rồi. Em bút xúc. Rồi những cái kỷ niệm nào mà với ba mà em thấy ba thương em hơn những người anh trong nhà khác? Có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất không? Dạ là có một cái đêm giao thừa là 28 Tết. Ừ. Là hồi đó là em xài cái V3Y là cũng trời dữ dội lắm. Tại gì? V3Y á, Motorola đó anh. Là dữ dội lắm nha. Gia đình không có điều kiện mà sao mà có đó rồi. Sau đó em lớn rồi, cỡ cấp 2 là gia đình cũng khá khá lên. Đi chợ hoa ngoài đường Nguyễn Huệ bị móc. Em về em khóc quá trời, em khóc luôn 28 Tết anh, khóc quá trời. Xong ba nhìn lên như nè, ba đang ngủ. Xong em về em nói ba con bị mất điện thoại, ba nhìn lên. Ba lắc đầu, ba ngủ tiếp. À, ổn gì kỳ vậy? Làm như là thua mày rồi. Thua mày. Ta thua mày rồi. Mày nói nổi mày rồi. Dạ, nhưng mà nói chung là mình cũng biết được là cái tình cảm của ba mình. Thương quá. Ba không nỡ đánh mình. Ba cũng thương, nhưng mà ba cũng xót của. Nhưng mà ba thương mình hơn, cho nên là ba không nỡ làm gì mình hết. Sau cái lần đó em thấy rất là nhớ luôn. Em nhớ cái khoảnh khắc đó. Em rồi khi mà cứ đi học một cái chiều cao vượt trội vậy thì có cái cơ hội nào tới, có ai hướng em tới cái nghề nghệ thuật không? Dạ không, em không nghĩ tới đâu, tại vì lúc đó em giống như con trai. Con đăng trên blog 360 này nọ, có một anh vô, anh nói em là anh nói con là ê đi tham gia cái show tóc đi. Rồi. Thì sẽ được tiền này nọ, em nghĩ trời tiền sáng mắt ra. Em nói con tham gia rồi, xong rồi tham gia xong nhuộm tóc con hư hết luôn. Nhưng mà tại vì lúc đó là đồng tiền đầu tiên mình kiếm ra được mình thấy quý. Yeah. Rồi xong rồi con bắt đầu con email vô cái công ty người mẫu đó là hỏi con đi học được đâu này nọ, giống như là con lén xin tiền mẹ 200 mấy trăm á. Con đóng, em đóng tiền học đầu tiên. Tháng đầu tiên, tháng thứ hai được miễn học phí luôn. Tại vì năng khiếu nó là có tố chất chút có xíu có tố chất luôn người ta miễn học phí. Đó là học lớp mấy rồi?
ra trường rồi đó, hết tốt nghiệp 12 chưa? Dạ tốt nghiệp 12 rồi. À tốt nghiệp 12 rồi. Bố nó không có cho nó đi đâu. Dạ. Bố nó là nghe nó xin tiền làm người mẫu, có nói bố nó biểu chứ không không cho nó đi, tại vì sợ tai tiếng. Dạ. Ông nó vô cái ngành này nó sẽ bị tai tiếng. Dạ. Nhưng mà mình nói là thôi cũng giấu bố nó cũng cho tiền nó để nó đóng. Mà bố không hay luôn. Dạ. Nhưng mà tại sao cô lại ủng hộ Thủy? Mình thương con. Thương con quá. Thương con chiều con. Dạ. Đó có một lần nó đi con đi ở Nguyễn Huệ phải không? Có cái đám Đài Loan nó đi theo nó giờ lại nhà xin. Ủa Đài Loan luôn hả? Xin làm cho nó làm người mẫu, có lại nhà xin với mẹ với bố nó để cho nó làm người mẫu, nhưng mà học ở đây vài tháng đi dần người ta mới cho qua bển. Mà nó cũng đi được từng lễ. Rồi sao gan vậy? Xe hơi lại đón. Đâu vậy? Đón rồi chở đi tập nhầm bắt nó đứng vậy nữa, nó hồi đau lưng quá nó không chịu nổi. Tập ở đây. Dạ. Vụ gì kể nghe coi vụ tập đó là đây, sao vậy? Tập ở đây, chưa có qua bển. Ai những người đó gặp em hả? Dạ, gặp em ngoài đường. Ngoài đường á. Cao quá. Thấy nó cao. Dạ đúng rồi. Rồi xong rồi nói là muốn tuyển em trở thành người mẫu ở bên nước ngoài. Rồi cái lúc đó người ta đưa tới xin nhà là cô có tin người ta không? Có cho Thủy đi không cô? Thì anh nó không cho. Dạ. Anh nó nói mẹ ơi mẹ đừng có cho nó đi. Dạ. Nhưng mà lúc đó chưa có đi cũng như là bàn với gia đình lại thôi. Dạ. Rồi ba anh nó không cho, câu nói mẹ nó không cho nha, là bắt đầu trả lời người ta dứt khoát là không học. Dạ. Đó người ta mới rút lui. À mình cương quyết. Nói chung là đó cái cơ hội đầu tiên của Thủy đó. Đầu tiên á. Dạ. Vừa học xong 12 là em có thi đại học gì không? Dạ em có thi nhưng mà không đậu. Và em học quản lý nhà hàng khách sạn. Trong khoảng thời gian đó thì em thấy buổi chiều hơi rảnh, cho nên là em đăng ký học lớp người mẫu. Lại là người mẫu, quay trở lại người mẫu nữa. Dạ, thì đó là xin tiền mẹ đó. Quay trở lại lớp người mẫu và thấy là làm nhiều việc thêm để mình trải nghiệm. Và không ngờ là trải nghiệm nó dẫn mình đến hơn 7 năm. Dạ cô, đây là chương trình là con tôi vô số tội. Vậy ở nhà Thủy có tội gì mà có tật xấu gì không cô? Dạ có gì cô cứ kể hết cho cô nghe. Nó thì nó ngoan lắm, nó thì đúng là nó ngoan. Nhưng nhiều khi về la nó thì nó cãi lại trước. Không, nó dằn trước, nó lăng thang mấy đứa bạn đó. Cứ nói là mẹ tao chửi tao, mẹ tao la tao. Hay lèm bèm. À đó. Dạ. Mà cũng như bạn bè tụ tập lại coi giảng như đó, mẹ tao chửi tao một giày, đứa kia nó mẹ tao đánh tao một giày. Rồi mấy đứa bạn lỡ nhiều chuyện nó mét lỡ cô. Nó không mét. Không mét hả cô? Cô biết. Cô biết. Đi học về có bỏ cặp táp ra nói chuyện với mấy đứa bạn. Dạ. Tả có một cái ý là thích làm người mẫu ngay từ là sau lớp 10, 12 sau cái lần mà Đài Loan mà không thành công á hả? Dạ không, là sau cái lần mà tham gia show tóc mà có tiền á. Là thích quay tiền. Như là lúc đầu là con đến với người mẫu là vì tiền trước, tại vì đúng rồi. Thì sau đó thì em cũng kiếm được chút ít thôi. Tháng nào cũng phải mượn mẹ thêm để xài hết á. Là khoảng là 19 tuổi là em không lấy tiền gia đình nữa. Rồi tháng lương đầu tiên á thì có gửi, cô nhớ là cái món tiền đầu tiên mà thì gửi cho cô á. Không nhớ. Là bao nhiêu? Không nhớ luôn. Thủy nhớ không? Em nhớ là em được 4.250.000 hay sao á. Hồi nào mà nhiều vậy Thủy? Hay lúc mà tham gia show tóc á, bởi vậy nó ủa sao mà kiếm được nhiều tiền nhờ? Quá nhiều. Đó rồi xong em gửi mẹ 2.000.000 để mẹ xài, rồi xong rồi em lấy mấy số tiền lẻ em đãi hai đứa bạn thân trong hẻm đi ăn. Rồi 2.000.000 xài trong vòng 1 tháng để... Cái cuộc thi đầu tiên của em là thi gì? Dạ em thi siêu mẫu Việt Nam. Năm bao nhiêu tuổi em? Năm 19 tuổi rớt. 19 tuổi rớt. Rồi lúc đó khi mà Thủy đi thi á, là cô nhà cô biết không? Cô có ủng hộ Thủy không? Đi thi cái đi thi mà... Thi siêu mẫu đầu tiên mượn mẹ tiền á, nhớ không? Là đi lúc 12 giờ đêm đúng không? Trời đi thi gì 12 đêm vậy em? Đúng rồi. Không, đi thi tới 12 giờ đêm chưa về. Chưa về. Rồi mới nói giờ ba nó đi, ủa sao giờ nó chưa về? Cái ba nó gọi điện thoại rồi con bắt máy. Tại vì đang thi đông lắm. Cái mình mới nói chứ... Nó về đắt anh đánh nó đi. Đánh trễ giờ rồi. Trời, mày nói luôn đó. Thường là cho Thủy đi chơi mấy giờ về cô? Thường là nó không có đi khuya à. Biết là nó đi thi rồi nhưng mà mình biết nó đi thi nhưng mà mình thấy sao về trễ quá. Dạ. Mình cứ biểu ba nó đắt nó về đánh nó. Về đánh nó đi. Đắt nó về vui lắm, nó về. Khèo ổng. Đánh nó đi. Ổng quay mặt vô trong ổng không có dòm. Bà thương quá đúng không? Ổng không có dòm tới luôn á. Rồi cái năm đó là em rớt đúng không? Rớt. Rồi tiếp theo là thi gì nữa? Siêu mẫu tiếp rồi năm đó rớt tiếp rớt nữa rồi sao nữa đi hoa hậu Việt Nam. Wow rớt luôn rớt ngoài vậy là một cú đúp liên tiếp 3 năm liên tiếp hả? Dạ không, con 19 tuổi thi siêu mẫu, 20 tuổi thi siêu mẫu với hoa hậu, 21 tuổi mới bắt đầu thi nét tốt. Rất là kiên trì. Nhưng mà hỏi nè, dạ quyết tâm làm người mẫu để có cái cải thiện cái đời sống mình khá hơn vì tiền thôi hả?
Không, lúc đầu á là vì tiền. À, lý do đầu tiên là vì tiền. Đúng. Nhưng mà khi mình tham gia một thời gian á, con cảm thấy thích. Thích. Bởi vì mình được làm những cái mà mình thể hiện lên cái cảm xúc của mình qua bức hình hoặc là qua dáng đi của mình. Và nhưng mà thích thì mình phải làm gì đó nó nổi bật hơn để mọi người nhớ mình nhiều hơn, chứ không thể nào mà mình cứ ù lì. Cho nên là con mới tham gia nhiều cuộc thi khác nhau. Thực ra con đã muốn từ bỏ lúc mà con rớt liên tục rồi. Nét top là cuối cùng, cái trận cuối cùng nha, con đá mà không vô nữa thôi là con không chơi nữa, con qua sân chơi khác. Mà ai ngờ đá vô thủng lưới luôn. May mắn đúng không? Quá trời may mắn luôn. Vui lắm cái ngày mà nó đi thi á, là cô Trang có mời, ban giám khảo có mời mẹ lên, và mình không có mang hoa. Cái nó sao chỉ mang hoa, nó biết nó có đậu mà mang. Dạ. Vô cùng cuối cùng nó đậu, mình không có hoa. Cái cô Trang có nói ủa mời mẹ Mâu Thủy lên tặng hoa cho con, nó đâu có mang hoa. Cái bạn cái cô Trang mới mời đứa bé chồng mới mang hoa cho mình, rồi mình mang tặng cho con. Lúc có chụp hình em rất là vô tư. Em nghĩ con biết có đậu không mà mang lỡ không đậu quê lắm. Dạ nên tặng mong hồi ơi. Mẹ em rất là vô tư nha. Quá hãnh diện rồi đúng không? Không, mẹ em vô tư tới lúc mà em lén, nhưng mà em đi casting Next Top Model, nói chung là casting lâu lắm, tới 3 giờ sáng chưa xong. Lúc mà em về khoảng khuya rồi, mẹ em về mẹ nói là con ơi đi thi dấu nha, con bị loại không có quê. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Người ta nói thường cố đi vậy? Con ha, cố đầu quán quân đồ. Con giấu nha, rớt đỡ nhục. Rồi đỡ con. Y chang con đó luôn. Vậy luôn nói, hả? Ừ, con biết rồi, con biết rồi. Ở nhà mẹ em chắc là người vui tính đó Thiện. Mẹ em không vui tính, nhưng mà em vô tư tới nỗi mà em không ngờ mẹ em nói ra những cái câu nói luôn. Được luôn á. Rồi sau những cái cuộc thi đó thì cái biến cố, con nghe gia đình làm là ba Thủy mất hả Thủy? Dạ. Lúc đó thì Thủy đang thi đúng không? Bác ra đi đột ngột Thủy. Dạ cũng sẵn rồi. Thôi mẹ nói đi, chương trình của mẹ mà. Để con nói. Cái này coi như là bố đi Trung Quốc. Dạ. Bố nó bị bệnh phổi, chị cũng 6 tháng. Thì Thủy cũng lên thăm ba, nuôi ba, nó cũng cứ thay phiên nhau, người nửa tháng thay cho thăm ba. Dạ. Mà khi ba bên Trung Quốc báo là hết bệnh rồi thì đưa ba nó về. Thì về thường nửa tháng sau tự nhiên ổng hôi có tay, ổng tê. Ừ. Cái dẫn ba đi Vũng Tàu chơi, hỏi thích đi đâu, dẫn ông đi chơi. Dạ. Về sao ông biểu cái tay ông tê với chân ông tê, cái mình dẫn đi bác sĩ liền. Thì về bệnh viện nói là thôi ông bị lên não rồi, không trị được. Dạ. Thành ra là cho ông về khoảng chừng 20 ngày xong á. Ừ. Có qua bên Trung Quốc nuôi ba. Mà cả nhà cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rồi. Rồi trong quá trình mà điều trị cho ba cũng 2 năm. Cho ba đi, ba đỡ mệt hơn. Chứ hay em thấy ba mệt quá. Nếu cái biến cố đó là ai là người yếu đuối nhất Thủy? Anh em. Anh em hả? Người đàn ông duy nhất trong gia đình. Người yếu đuối nhất. Khóc hoài. Cứ tưởng là mẹ em sẽ là người yếu đuối nhất đúng không? Nhưng mà cuối cùng là anh là người yếu đuối nhất. Dạ. Rồi khi mà mỗi khi mà thấy Thủy trên TV, được cảm giác của cô như thế nào cô? Cô thường coi Thủy biểu diễn hay không? Nhiều khi mở TV con muốn coi lắm nhưng mà không biết cách mở á. Dạ. Để coi Thủy nó trình diễn, rồi khi đợi nó về con mở cho mẹ coi chương trình của con, chứ mẹ không biết mở. Không, trái tim của cô bé đã hướng về đứa con trai rồi. Vậy hả? Hình như không em, có... em biết mà, em hiểu rõ ràng nhất luôn. Có nào em diễn mà nói mẹ ơi con diễn là mẹ coi không? Có nào coi không em? Không tha thiết gì hết. Không tha thiết gì. Nhưng mà chắc chắn là Thủy sẽ mang cái tình cảm của ba mình khi mà khi đi lên được cái sàn thi đấu, hay là trong những cái lúc mình thành công nữa, đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì em nghĩ rằng đó là ở nhà thì em là trụ cột, cho nên là cái gì mình phải quyết tâm tới cùng để mình có thể là một bờ vai vững vàng, để bất kỳ ai trong gia đình mà có ngã thì mình nâng họ lên. Trụ cột từ khi ba mất. Dạ. Lúc đó khó khăn lúc đó em nổi tiếng cho Thủy. Lúc đó là chưa đúng không? Chưa. Khi ba mất thì cũng để lại một số tiền nhỏ. Ừ. Thì cũng xoay sở đằng này đằng nọ. Thì anh cũng biết rồi, người mẫu mà chưa nổi tiếng thì cũng rất là vất vả. Đúng dạ. Rồi xong rồi cũng may mắn là sau đó con thi Việt Nam Next Top Model thì đậu. Thì có một phần tiền thưởng sổ cũng tới. Khá khá. Đúng. Mà đâu được bao nhiêu lâu đâu, bị tái xe. Ủa vụ gì nữa vậy? Bị giật bóp. Giật túi xách. Hồi nào vậy Thủy? Hồi kia em mới đậu xong 3 tháng. Má nó sao lại anh ở trong hẻm thấy được, ảnh về ảnh báo cô ơi Thủy mặc áo đồ đó phải không? Nó đúng rồi. Nó ủa nó mới ra mà.
Nó nói trời ơi, té một cái bật kêu xe không ai đỡ lên. Xe taxi không nhận luôn, máu dơ nhiều quá đó. Rồi có ảnh hưởng gì không, bị gì không? Bị chấn thương sọ não. Chấn thương não. Nhưng mà nó tự tan, may mắn là nó tự tan. Không có đâu con, mẹ nó con nghe mấy ông bác sĩ à. Bác sĩ nói à, lúc mà vô chổng là coi như máu mũi, máu rồi chảy ra con cả nguyên một đêm luôn. Là bác sĩ bàn với nhau là sẽ mổ nó đó. Cuối cùng cái là em mổ sọ não hả Thủy? Mổ não, tại vì nó cứ ra hoài, nó không ngưng. Ra hoài không bất tỉnh, không biết gì luôn đó. Là em đi khuya về hay sao? Bị sao? Cái chuyện là sao? Em đi lúc 4 giờ chiều, 4 giờ chiều em đi gì em đi xô. Xong đeo túi sách chéo vậy nè. Đi Honda hay sao? Đi Honda. Thì em đeo túi sách chéo, mình nghĩ là mình đeo túi sách chéo thì không ai giật đâu. Giật cũng không được. Đúng. Giật luôn. Mới vô nghề. Dạ, trời ơi, mới được. Kéo, nó kéo quần lớp sợ. Nhỏ luôn. Em ghét ghê. Lúc đó em không biết gì luôn hả Thủy? Em như là không nhớ cái khoảng thời gian mà nó nằm luôn á. Nó về nhà mà mở đèn nó cũng la. Sợ mà nói chuyện nó cũng la. Mẹ ơi mẹ đừng mở đèn. Mà nói chuyện mẹ ơi mẹ nói nhỏ lên tí. Mà còn chừng nửa tháng sau bắt đầu nó ôm ôm nó tỉnh lại. Là lúc đó cảm giác con khi mà nhận cái cú điện thoại cảm giác tâm lý như thế nào cô? Sợ lắm, lo trời ơi, chạy không kịp luôn á. Ai chở cô vô bệnh viện cô? Cái anh ở trong hẻm á. Bao lâu thì mới tỉnh vậy hả Thủy? Lúc đó mặt mày có bị gì không Thủy? Em bị lát hết chỗ này luôn nè. Nó bị lát hết trơn á, có thẹo, đúng có thẹo luôn á. Từ đây lên đây luôn. Rồi em sốc con Thủy rồi sao? Sao không trải qua được cái không, khoảng thời gian đó? Không, em nhận ra mình bị tai nạn á là khoảng tuần sau em mới nhận ra. Tại vì nó cứ mơ màng rồi chích thuốc tê, thuốc ngủ, tùm lum là nó không biết gì. Dạ, không biết gì. Một tuần thôi mà nhưng mà cũng mơ màng rồi tự mơ màng không rồi tự nó ngừng lại, máu nó không ấy ra nữa rồi tự mình tỉnh dậy. Dạ đúng rồi. Rồi về nhà nằm. Về nhà nằm nằm một tháng. Đó cô thấy con gái mình vậy rồi kinh tế rồi đã khó khăn rồi. Rồi Thủy bị như vậy rồi cô phải chăm sóc Thủy như thế nào cô? Thì cô cũng ở đó cũng chạy lên cũng lo lắng cho nó, rồi cứ chạy lên chạy xuống lo cho nó anh nó nữa. Mà sau khi tỉnh xong rồi thấy khô bò rồi đó, thấy bị chấn thương nữa, cô thấy Thủy buồn không? Nó buồn chứ Thủy, bây giờ đâu có thấy gì đâu hả Thủy hả? Dạ, nói chung là thịt con cũng lành. Lành. Nên là, tức là con, này con cũng... mà bị khô bỏ đâu là tự lành tự hết luôn. Dạ. Mà lúc đó em có vượt qua như thế nào? Nó chết rồi người mẫu mà vậy thì sao? Có định nó, bỏ nghề hay sao Thủy? Gì đâu. Anh biết không? Là có một anh mời em đi show. Mời em làm vedette. Giống như là kiểu mà mình sau cái sự cố này nọ thì bài báo nó cũng lên vậy đó. Trời luôn. Nó đi mà sợ luôn á. Diễn luôn là sau tai nạn một tháng là em đi diễn luôn. Là em diễn vedette cái màn đó. Xong em diễn xong cái show của anh Đỗ Mạnh Cường. Anh đưa cho em 3 bộ. Em diễn xong bộ thứ nhất. Anh Cường đến hỏi em là: Ê Thủy, mày có diễn được không hay không vậy? Xong em nói anh Cường là: Em diễn không được đâu. Sao anh vậy? Sao diễn giùm đi. Sao vậy? Mệt quá. Mệt em đi như mình đi là đi cho có thôi chứ mình không, không có thần thái luôn. Nhưng mà em muốn comeback, em muốn trở lại để mọi người biết em vẫn hoạt động trong nghề. Chứ không phải là em tai nạn xong rồi em nghỉ nửa năm ai nhớ tới em nữa. Nên là em cố gắng. Bây giờ khi đập đầu giờ còn di chấn như ông Thủy? Hơi khùng. Anh thấy lâu lâu cũng có nha. Em bị hơi khùng. Không ấy ở đó em hiền lắm. Có không cô, nhà có biểu hiện gì không cô? Thủy nhà có biểu hiện hay la hay hết quên. Nay hay quên. Đó, nó đó. Anh hay quên thôi chứ không có la hét đâu con. Nhưng mà quá may mắn là nó vượt qua được một cái tai nạn rất là lớn. Đó. Cô ở nhà Thủy nấu ăn ngon không cô? Có nấu ăn không cô? Chắc không rồi. Ông phải tính năm chứ. Năm mấy lần cô? Chứ bây giờ nó hay nấu thường xuyên á, lúc trước không nấu. Không nấu. Bây giờ cũng là có thích cái gì nấu cái đó, tuần lễ nó nấu một lần hai lần rồi đó. Dạ. Nấu một món duy nhất. Món gì em? Cái gì? Canh chua trứng. Một món duy nhất em nấu nguyên tuần. May rồi bye bye, canh chua may rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Đúng rồi, canh chua may á con. Em nấu xong ngày mai bác thấy nó nấu nữa. Nấu nữa. Nó liền. Sao không nấu nữa? Mai nấu nữa. Dạ, ở nhà sạch sẽ không cô? Dọn dẹp được phụ cô không? Cái nhà cũng hồi ngày xưa thì ít, không có dọn đi suốt ngày à. Bây giờ thì nó cũng thông thả chút xíu, nó cũng phụ. Dạ, cũng phụ. Có rửa chén không con? Có, cũng lâu lâu. Lâu lại là lâu lâu, năm rửa được mấy lần con? Không, tại vì đó, em sao em kể tại vì đó, em rửa chén này phải có bao tay. Mỗi lần em đi siêu thị mua bao tay em về em rửa được một lần mẹ em giục cái bao tay đó. Em không còn cơ hội đi rửa nữa. Dạ, tại vì mẹ tạo điều kiện cho em làm như vậy chứ. Đúng em rồi. Đâu có muốn, em vẫn muốn chăm sóc mẹ rửa chén này nọ nhưng mà tại mẹ đó. Cô cái cô nó cái bao tay khó quá à. Cô thấy cô hay giục lắm. Giục đi à.
Thủy ở nhà em có hay bày tỏ tình cảm với mẹ không Thủy? Mẹ không. Mẹ cũng thương mẹ quá, không có hả? Tính tình mẹ con gì không chơi chung nhau hay sao á? Có đồng ngủ chung mẹ không? Không. Cái gì cũng không vậy? Mẹ có Facebook không Thủy? Không, mẹ mẹ em cũng như không có công nghệ. Không công nghệ luôn. Dạ, nhưng mà thích xài iPhone. Ủa là sao? Ủa là không công nghệ, iPhone nghe gọi thôi đó hả? Mày chỉ cần nghe gọi nghe thôi. Nghe không con? Quẹt ra, nghe. Vậy thôi đó hả? Mà vẫn thích, thích xài iPhone. Dạ. Thích xài iPhone. À, cưng quá ha. Thủy, nếu như ở chương trình này có một lời gì muốn nói với mẹ thì em sẽ nói lời gì với mẹ đây? Ôi trời ơi, ngại lắm. Đó, thấy không? Biết rồi, cái tính của cô này. Ví dụ như một lời đó gì em nói không được thì nhân chương trình này, con tôi vô số tội, em có lời gì muốn nói với mẹ? Thật ra là em rất là nhiều tội, giống như là em không có gọn gàng cho lắm nè. Em ít rửa chén, em ít nấu cơm, rồi xong rồi em cũng hay quên. Em nghĩ rằng mẹ sẽ hiểu em và mẹ sẽ vẫn ở bên và chăm sóc cho em như là em chăm sóc cho mẹ. Bây giờ là chị mong muốn cái điều gì để dành cho Thủy? Dạ, yeah. Coi như là lúc này chị mong muốn cho nó được khỏe mạnh và cố gắng trên con đường nghệ thuật của nó. Mong cho nó thành công. Vậy là quá đủ rồi đó Thủy ha. Dạ. Còn nó dư sức ra nó tìm người 2 mét mà. 2 mét ở đâu ra trời. Chứ giờ nó 1 mét 8 mấy rồi, giờ nó mang guốc lên rồi sao? Thế con nên chính là tại vì mọi người cứ nghĩ như vậy là những người cao hơn là sẽ quen được con, cho nên là mọi người cứ né rồi, hết. Né nhưng mà mọi người đó, mọi người Thủy welcome tất cả nha. Ai cũng được. Thủy không có kén chiều cao nha mọi người. Cho nên mọi người đừng có suy nghĩ đó để con ế. Quả thật ngày hôm nay rất là vui đúng không mẹ? Cảm ơn cô cũng như cảm ơn Thủy đã bỏ thời gian để tham gia chương trình. Và bây giờ thay mặt chương trình có một phần quà dành tặng cho cô. Dạ, thay mặt chương trình có một món quà dành cho cô. Chúc cô thật nhiều sức khỏe và lúc nào cũng nở trên môi nụ cười. Cảm ơn Thủy rất nhiều, biết em rất là nhiều show nhưng mà ngày hôm nay bỏ thời gian đến đây tham gia mà tham gia với mẹ nữa, quả thật đây là một chương trình ý nghĩa với kỷ niệm của hai mẹ con đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Cảm ơn Thủy, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ rất là cảm ơn chị cô Hinh Thủy và anh Lê Duy Bảo Lâm đã lần đầu tiên là mẹ em xuất hiện trên truyền hình luôn. Đầu tiên luôn hả? Ở gần ở đây để mẹ tâm sự với mọi người. Rồi. Cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem chương trình Con Tôi Vô Số Tội. Chương trình được phát sóng lúc 22:50 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Cảm ơn nhãn hàng Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng chương trình. Như bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.